Đúng 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch, năm con giáp làm ăn gặp thời, phất lên giàu có nhất họ, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc tốt đẹp, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, sống ở đời bao lâu, chúng ta ai cũng biết là ai cũng phải cầu danh lợi giàu sang phú quý. Nhưng mà ở đời lại bất công thay. Lợi danh đôi khi nó chỉ là phủ phiếm mà chúng ta phải dồn bao nhiêu tâm sức mới có thể giành lấy được. Thế nhưng đời người lại ngắn ngủi chỉ một khoảng mấy chục năm thôi. À, không khác nào một cái giấc mơ cả. Vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng những cái thứ đáng quý, buông bỏ những cái thứ mà vô nghĩa, quên đi bao nhiêu sầu lo và phiền muộn để được sống một cái cuộc sống thành thơi và vui vẻ, quý vị nhé. Những hư vinh, những dối trá sẽ có thể bước đi nhanh hơn nhưng mà chắc chắn không thể đi xa được và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông cũng sẽ gửi đến cùng quý vị và các bạn về vận mệnh của năm con giáp cực may đúng không ạ đúng ba ngày trước rằm tháng 7 âm lịch về cái phương diện như là sự nghiệp công danh tài lộc và tiền bạc sức khỏe cũng như là tình duyên gia đạo từ đó sẽ giúp cho bản mệnh nắm được cái thời cơ may mắn để mà đổi vận tránh xa những cái xui xẻo không đáng có khi mà quý vị gặp phải trên cái vận trình Muốn cuộc sống của mình được giàu sang phú quý, tiền bạc dùng dính, lại vui vẻ, hạnh phúc và bình an, thì quý vị hãy chú ý xem hết video ngày hôm nay quý vị nhé. À, thưa quý vị, trong cái thời gian 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch thì chúng ta sẽ có năm con giáp may mắn. Đấy. Đó là những tuổi sau đây. Vị trí đầu tiên xin được chúc mừng tất cả những người tuổi dậu. À, thưa quý vị, nói chung ấy, con gà là đại diện cho những người tuổi dậu thì quý vị biết rồi. Nó là cái động vật mà vào buổi sáng chúng bắt đầu là gì? Cất lên tiếng gáy khi mà trời mọc Và người xưa tin rằng gà là loài vật có khả năng tiên đoán trong cái thần thoại Hy Lạp Và trong thần thoại Hy Lạp cũng ghi rằng Đấy, nó có thể là gì? Cảm nhận được những cái điều mà tương lai đến từ cái bầu trời Và cái thế giới mà con người không thể biết được Và gà cũng là một cái con vật đại diện cho sứ giả của thần cho nên cái khả năng tiên tri này cũng sẽ xuất hiện đấy ở những người sinh năm dậu. nói chung ấy, với họ thì họ sẽ có một cái tầm nhìn xa, luôn nghĩ hơn người khác một bước và có những cái quan điểm đúng đắn về tương lai. bởi vậy những người này luôn làm cho mọi người, mọi uh, mọi việc có một cái kế hoạch rõ ràng, không để lãng phí cái thời gian và công sức. những người tuổi dậu thường có những cái những cái cách để hoàn thành những cái việc mà người khác không thể nghĩ ra hoặc là làm ra những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống những người tuổi dậu là những người mà nhanh nhẹn vậy nên là họ thường tỏ ra đôi khi là hơi thiếu kinh nhẫn một chút à, cũng chính vì vậy mà nhiều khi họ lỡ miệng hay gì hay là nói nói, nói lắp hoặc là nói những cái điều mà không nên để cải thiện cái điều này thì tất cả những gì người cầm tinh con gà cần phải làm là rèn luyện cái trí não của mình chậm lại đàn ông sinh năm dậu thì đặc biệt cần chú ý đến cái ngoại hình và thiết kế trang phục à, cho nên sẽ không bao giờ gì trông họ kém hấp dẫn cả ngay cả những bộ quần áo bình thường cũng được những quý ông tuổi dậu lựa chọn và kết hợp những bộ áo sơ mi thì càng ngày càng không cần phải nói nó luôn gọn gàng và đẹp đẽ những quý cô tuổi dậu cũng là những người mà chú ý đến cái trang phục và nhiều người có cái khiếu thẩm mỹ cũng như là mọi việc liên quan đến cái thẩm mỹ những người tuổi dậu là những người có cái tính cách thẳng thắn tốt bụng hiền lành và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi mà làm việc thì những người tuổi này tập trung cao độ không có bất kỳ cái điều gì có thể làm những người tuổi dậu phân tâm à, những người tuổi dậu thì sống rất là năng động và tích cực giữa đám đông bản mệnh là những người mà luôn nổi bật và sôi động nhất À bên cạnh đó những người tuổi dậu thuyết phục người khác và đưa cho họ những cái trải nghiệm từ bất ngờ này đến hết cái bất ngờ khác bằng những cái câu chuyện thú vị của mình thưa quý vị theo tử vi 12 con giáp thì những người tuổi dậu sở hữu cả sức mạnh thể chất và tinh thần họ sống độc lập có suy nghĩ trưởng thành già dặn từ khi còn trẻ con giáp này đa phần đều đã mạnh mẽ và kiên định họ có ngoài bão và có ý chí lớn không ngại khó khăn không ngại nguy hiểm trong công việc. À, con giáp này cần cù chịu khó, đã quyết làm cái việc gì thì làm đến cùng và đặc biệt may mắn sẽ đến với những người tuổi Dậu trong 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn, à, những cái kế hoạch của họ thường bị trì hoãn lại hoặc là gặp chặt trở. Tuy nhiên trong thời gian này cái tài vận của những người tuổi Dậu lại được khởi sắc, những cái dự định của họ đến giờ thì đã trở thành hiện thực. Nói chung con giáp này làm kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ nhận được những khoản hoa hồng. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những cái công việc của mình, những cái dự án của mình được phân công nên là những người tuổi dậu ấy thì có thể bắt tay để mà uh, làm việc gì cũng sẽ được sinh lời. Gia đạo thì an yên và cuộc sống sẽ trở nên ấm no hạnh phúc hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi dậu con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sử để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo vị trí con giáp may mắn thứ hai xin được chúc mừng những người tuổi tuất À, thưa quý vị, những người tuổi tuất là những người mà rất tử tế, trung thực và không bao giờ có ý định dùng thủ thuật để đánh lừa những người khác. Họ là mẫu người siêng năng, chăm chỉ, sống kỷ luật và kiên kiên quyết thực hiện các quy định đã đặt ra. Với lối sống lành mạnh, họ trở thành những cái mẫu hình của khá nhiều người muốn noi theo. Tuy là những người không thích thể hiện, nhưng để phục vụ cho cái ý định tốt đẹp nào, thì họ sẵn sàng lên tiếng sẵn sàng đối mặt với cái thực tế. Một khi mà họ tin, thì cái việc gì mà mình cho là đúng ấy, thì họ sẽ làm việc đến cùng. Dường như là không có ai có khả năng là lay động, lay la chuyển những người tuổi tuất trong mọi cái cuộc tranh luận của họ. À, đối thủ thường phải gì nhượng bộ, không thể vượt qua được cái ngôn ngữ logic và cách sắp xếp mọi thứ chặt chẽ của những người tuổi tuất. À, tuy nhiên, thì mỗi người khi mà đưa ra cái lý luận cho mình ấy, thì đều khó tránh khỏi cái việc là làm cho họ mất bình tĩnh, tức giận, nóng nảy. Họ cũng không trốn tránh những cái lời phàn nàn của mọi người xung quanh nói về mình. Những người tuổi tuất thì đều có đầu óc tổ chức thiên bẩm. Họ cũng có cái khí chất của những nhà nghệ thuật và luôn thấy hứng thú với những công việc có thử thách cao. Dường như là không một ngành nghề nào có thể khiến cho những người tuổi tuất bị nhụt chí cả. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá là bi quan cái tính cách của những người tuổi tuất nhanh nhẹn tháo vát những người thuộc cái cung này thì cũng rất nhiệt tình với những cái hoạt động mang lại cái lợi ích cho cộng đồng và cho xã hội ngoài ra họ còn rất hứng thú với các loại hình công việc gặp nhiều cái thử thách họ sẵn sàng bắt tay vào công việc mới với cái tinh thần hăng say và hứng khởi hơn tuy nhiên đôi khi họ cũng khá là bi quan và nóng tính họ có thể trở thành những cái người chủ cũng như là gì những cái nhân viên rất là thành công nếu mà không vì những cái chuyện vặt vãnh hay là những cái vấn đề tình cảm cá nhân nó ảnh hưởng thì chắc chắn họ sẽ trở thành những cái nhân viên tận tụy nhất và à, cái công việc phù hợp với họ ấy là có thể là gì những công việc như là đạo diễn điện ảnh nhà sản xuất âm nhạc họa sĩ có, cũng, họ cũng có thể trở thành những cái nhà ảo thuật gia nói chung ấy, những người tuổi tuất có thể tự làm tốt mọi việc thì đây cũng là cái yếu tố giúp cho họ trở thành những người chủ gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như ở trong cái sự nghiệp của mình. Nắm giữ được cái vai trò của người chủ, họ sẽ rất là công bằng, khẳng khái nên nhân viên sẽ biết cách làm thế nào để mà đáp ứng được yêu cầu của họ. Đôi khi các bạn thấy họ rất là gì khắt khe, cẩn thận trong cái việc truy xét một số cái vấn đề. Xong thực ra ấy, thì nội tâm họ lại rất là tốt à, tuổi tuất cũng sẽ đón nhận cái niềm vui và cái may mắn đặc biệt trong 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch tới đây nếu như mà các bạn nắm bắt được cơ hội trời ban này một cách là triệt để thì chắc chắn thành công sẽ đến với các bạn giúp cho các bạn phất lên như diều gặp gió khiến cho các bạn cũng phải kinh ngạc về những cái thành tích của mình những người tuổi tuất chính là con cưng của thần tài là con trời cháu phật cực kỳ giàu có nắm giữ cái may mắn đặc biệt công việc của những người tuổi Tuất thì cũng đang bước vào cái thời kỳ vàng son. À, nói chung những người tuổi Tuất không chỉ vượng về cái đường sự nghiệp công danh mà còn có duyên với cái chuyện tiền bạc. Giai đoạn này các khoản thu lần lượt đổ về túi của những con giáp này. Đặc biệt những cái người làm ăn kinh doanh ấy, thì đây chính là một cái thời gian vô cùng là thuận lợi. Những hợp đồng lớn nhỏ sẽ tự tìm đến với các bạn, khiến cho công việc kinh doanh của những người tuổi Tuất cứ thế mà ngày càng một thăng tiến cao hơn và trong thời gian này những người tuổi tuất sẽ thu về một cái khối tài sản khổng lồ nhờ vào những cái bản hợp đồng béo bở cái vận may tài chính cứ liên tục chào đón các bạn thì đây là cái cơ hội để là các bạn gì xuất phát lên nên là quý vị hãy gì nắm bắt lấy cái cơ hội này để phát triển cái sự nghiệp cuộc sống thêm phần ấm no hạnh phúc quý vị nhé và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi hợi à, thưa quý vị những người tuổi hợi con lợn thì là đặc trưng cho những người tuổi hợi nói chung với lợn là cái loài động vật thân thuộc trong cái cuộc sống thường ngày của mỗi người dân chúng ta đa số mọi người luôn cho rằng lợn là cái loài động vật ngốc và hôi hám nhưng thực ra ấy, thì lợn không hề ngốc và chúng rất thích sạch sẽ à, người tuổi hợi cũng có tính cách trung thành nếu mà họ phụ trách một đơn vị thì không bao giờ quên được lãnh đạo của mình cho dù đã đi theo cái con đường riêng của mình những người tuổi hợi vẫn phải bình tĩnh và trao dồi các kỹ năng để mà hài hòa với mọi người xung quanh à, những người cầm tinh con lợn thì thường rất dễ mất tự tin nếu như gặp phải những cái thất bại trên con đường làm việc của mình đồng thời họ cũng quan tâm đến cái việc người khác đang cười nhạo hay là coi thường mình hay không Ở trên thực tế thì không phải như vậy họ sẽ rất cố chấp làm theo cái cách của bản thân mình để ra và nhằm củng cố cái tâm lý của bản thân bằng cái tính tự ái mà biến những cái bước lùi nhỏ thành những cái thất bại lớn. Nói chung ấy bản mệnh nên cố gắng bình tĩnh giao tiếp với đồng nghiệp và không nên nghĩ rằng những người khác đang bêu nhọ mình. Quý vị hãy chuyển đổi loại bỏ những cái tâm lý này bằng cách là giúp đỡ bản thân thì các bạn mới có thể là vượt qua được những cái thất bại và tiến đến cái thành công cao hơn. Những người tuổi Hợi giỏi trong cái việc xử lý những cái tình huống bất ngờ, gấp rút. Cái điều tuyệt vời hơn nữa là những người này có khả năng xoay chuyển tình thế, gặp dữ thì hóa lành, biến bại thành thắng trong thời gian ngắn. Và những người này làm việc gì thì cũng sẽ rất tập trung, không có bất kỳ cái điều gì khiến cho họ phải than thân trách phận hay là phân tán tư tưởng của họ được. Ham học hỏi và tích lũy cho mình một cái kiến thức một cái kinh nghiệm à, những cái hành trang ấy là cái vũ khí sắc bén giúp cho những người tuổi hợi vượt qua được những khó khăn thử thách trên cái con đường lập nghiệp của mình mặc dù rất hòa đồng và thân thiện nhưng những người tuổi hợi lại thiếu tự tin khi giao tiếp bởi vậy họ không thích kết bạn làm quen hay là xây dựng các mối quan hệ mới chỉ với những người thực sự thân thiết và gắn bó thì những người này mới có thể tự tin thoải mái mà trò chuyện chia sẻ cái cảm xúc của mình. Theo tử vi 12 con giáp thì những người tuổi hợi đa phần đều là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá là thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn gẽ. Ở trong công việc thì họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi mà gặp khó khăn thì họ tỏ ra can đảm bình tĩnh chứ không hề run sợ. Và đúng 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch thì những người tuổi hợi sẽ hết khổ hết nợ, nhận được nhiều cơ hội trong cái công việc. Nếu mà nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành những người chiến thắng. Những người sinh tuổi hợi thì rất là tích cực, chủ động hơn trong cái công việc, thúc đẩy cái dự án tiến về phía trước. Ở à, trong công việc, họ tích lũy được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu dài. Trên phương diện tài lộc thì nhiều cơ hội kiếm tiền nó sẽ đến dồn dập khiến cho quý vị gì phải làm việc khá là khẩn trương, khá là vất vả, có thể làm việc chăm chỉ tận tâm và có trách nhiệm. Nói chung con giáp này có mức thu nhập cũng khá và đáng để cho những người khác phải ngưỡng mộ trong 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi quý vị nhé. À, thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, quý vị thân mến, nói chung ý, trong thời gian này những người tuổi mão có tính cách khá là phức tạp tâm tư thì có nhiều cái suy nghĩ những người tuổi mão thì thích sống hòa mình với thiên nhiên thích những cái chuyến đi du lịch một mình đắm chìm vào cái vẻ đẹp của trời đất từ đó sinh cái lòng cảm khái à, họ là những người có tư chất nghệ thuật nên là sống khá là lãng mạn đó và họ có khả năng cảm thụ cái nghệ thuật vô cùng là tốt cũng có thể là gì ngâm thơ vẽ tranh và làm những cái việc nghệ thuật bình thường khác những người tuổi mão cũng rất có nhiều cái thú vui khiến cho những người khác khi mà hiểu sâu về họ thì sẽ có nhiều cái điều ngạc nhiên họ không thích cái sự phức tạp trong các mối quan hệ vì thế khi giao tiếp với người khác thì họ luôn giữ cái khoảng cách cho mình điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy là an toàn xong cũng khiến cho những người khác cảm thấy là họ là những người khó gần à, những người này không bao giờ để mất bình tĩnh không dễ kích động và họ có khuynh hướng là giải quyết mọi cái mâu thuẫn bằng cái giải pháp hòa bình. Họ cũng rất là cẩn trọng trong cái việc lựa chọn người yêu, nhưng mà khi đã yêu ấy thì họ lại toàn tâm toàn ý với người mình yêu. Đã chọn thì hết lòng yêu thương và hy sinh bản thân cho người đó. À do tính cách của những người tuổi Mão không thích náo nhiệt, cũng không ưa cái mâu thuẫn nên là họ không có nhiều kẻ thù. Cuộc đời của họ thì cứ bình lặng, ít trải qua những cái sóng gió. Tổng thể về cuộc đời của những người tuổi Mão thì khá là tốt. Cái vận thế tăng lên từ 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 khi còn trẻ. Họ có thể không phải là những người nổi bật giữa đám đông, xong dần dần theo thời gian cái sự điềm tĩnh của họ sẽ trở thành cái nét thâm trầm mà nhiều người chú ý và muốn giành được. Cái sự tôn trọng của đám đông. À, theo tử vi 12 con giáp thì những người tuổi Mão thường sở hữu cái gương mặt khả ái, ưa nhìn, tính cách tốt bụng, Họ là những người chu đáo, biết cách quan tâm đến những người khác. Những người này sống giản dị, điểm đạm và thái độ sống tốt. Không những thế, họ còn biết cách tự lập, muốn bản thân tự làm mọi cái việc thay vì phải nhờ cậy đến người khác. Và đúng 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch cũng là cái thời điểm vượng khí cực tốt với những người tuổi Mão. Cuộc sống của họ sẽ tràn đầy cái niềm vui, tài lộc của họ cũng sẽ được gia tăng một cách không ngừng đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như là kinh doanh buôn bán hay là đầu tư nghề tay trái chứng khoán bất động sản vân vân bên cạnh đó thì cái nguồn thu chính cũng sẽ dồi dào không kém thưa quý vị trong thời gian này đối với những người tuổi mão mà thích an phận ấy thì cái mức lương vẫn rất tốt vẫn rất ổn định không phải lo suy nghĩ đấy đến cái chuyện chi tiêu nói chung ấy nếu mà năng động các bạn có thể nhận thêm một vài cái công việc tay trái để mà cải thiện cái cuộc sống của mình trong cái thời gian tới nếu những người tuổi mão mạnh dạn bứt phá lên làm chủ hoặc là gì chuyển qua đầu tư ấy, thì lại có triển vọng tốt về cái thu nhập đó nếu như một quý vị uh, tham vọng sẵn sàng mạo hiểm thì sẽ gặt hái được những thành quả rực rỡ tình duyên của những người tuổi mão cũng rất là tốt à, nói chung ấy, gia đạo thì êm ấm vợ chồng con cái thì biết yêu thương nhau cuộc sống trọn vẹn khiến cho ai nấy cũng phải ghen tị trong 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch vì thế, để gia tăng thêm cái vận trình của mình được may mắn hanh thông thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư, đúng không ạ? tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi mùi à, thưa quý vị tính cách của những người tuổi mùi là sự kết hợp của một kẻ vô cùng là nhạy cảm với một kẻ rất là tham vọng tạo thành một cái người vô cùng là độc đáo và hấp dẫn những người này có cái sức sáng tạo và tưởng tượng phi thường họ có khả năng cũng như là cái lòng đam mê khám phá nghệ thuật không có ai sánh kịp tuy nhiên à, cũng như bất kỳ ai thì họ vẫn có những khuyết điểm của riêng mình. Ví dụ như là không có khả năng nhìn xa trông rộng và cũng không thể sống trọn vẹn trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà các bạn hoàn thành được mục tiêu thì họ như là muốn bỏ qua hết những cái điều xảy ra xung quanh trong một cái thời gian dài mà không muốn lập thêm một cái mục tiêu mới nào nữa. Cái điều đáng tiếc hơn nữa là họ ghét những cái lời chỉ trích từ những người khác và thường cố ý bỏ qua những cái lời khuyên giống nhau của tất cả mọi người đó là một trong những cái lý do dẫn đến thất bại không đáng có đối với những người tuổi Mùi nếu nhờ họ khôn ngoan hơn biết lắng nghe thì họ sẽ có thể gì thể hiện được khả năng của mình nhiều hơn những cái người này sẽ rất biết tận dụng cái thời cơ biết nắm bắt những cái điều khác thường và cũng gì đôi khi họ nắm bắt những cái điều vô cùng nhỏ bé mà không ai nghĩ tới họ có khả năng kiểm soát và bảo vệ bản thân và đó là cái nền tảng vững chắc để họ cảm nhận thấy cái sự tự tin với những cái quyết định của mình đa số những người tuổi mùi đều rất thông minh và được hưởng một cái nền giáo dục tốt họ sẽ rất vui nếu như mà được theo đuổi những cái ngành nghề phù hợp với cái khả năng sáng tạo của mình họ bắt đầu làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc là một vài ngành nghề có liên quan đến nghệ thuật ngay từ khi còn rất là trẻ và sẽ gì kiên định theo đuổi những công việc này. Họ cũng rất phù hợp để trở thành những người chủ trong các lĩnh vực đòi hỏi cao về cái tố chất con người. Họ luôn cầu tiến, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc nên cũng thường tiến bộ rất là nhanh. Nếu kiên trì thì những người tuổi mùi hoàn toàn có thể theo đuổi cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hoặc là một cái chuyên ngành có liên quan đến cái văn hóa nghệ thuật và cũng sẽ gặt hái được những cái thành công lớn vốn là những người mang cá tính mạnh mẽ quyết đoán họ có thể trở thành những người lãnh đạo đầy cái năng lực à, những ông chủ bà chủ tuổi mùi ấy, thì là tài giỏi luôn có cái tinh thần cầu tiến và cũng thường đặt ra những yêu cầu cao đối với nhân viên họ là những người tỉ mỉ cẩn trọng trong từng chi tiết vì thế công việc của họ tiến triển một cách là vững chắc à, con đường đi đến thành công sự nghiệp cũng luôn được rộng mở chào đón may mắn cũng đi theo những người tuổi mùi À, thưa quý vị, trong 12 con giáp thì những người tuổi mùi là những người mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm Họ sở hữu cái tố chất lãnh đạo và à, hợp làm chủ hơn là đi làm thuê Con giáp này rất là nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế Nhưng mà đôi khi ấy, cũng nóng nảy và hay nghi ngờ những người khác à, Những người tuổi mùi thì liên tục thắng đậm trên cái thương trường ký được nhiều cái hợp đồng có giá trị cao Nếu như mà mọi thứ em xuôi thì nói chung ấy từ cái thời điểm 3 ngày sau rằm tháng 7 âm lịch trở đi đến cuối năm thì những người tuổi này có thể tích góp được một khoản tiền kha khá trở thành phú ông phú bà trong tương lai. À vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn của mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái thời gian 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch. Và 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời thương Phật độ ban cho cái lộc lá đầy tay. Đó là những con giáp sau đây. Một là những người tuổi dậu, hai tuổi tuất, ba tuổi hợi, bốn tuổi mùi và năm là những người tuổi mão. À, quý vị thân mến, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 3 ngày trước rằm tháng 7 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Así que vamos.